Ok, xin mời Trung. Dạ em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì chúng ta thấy đi, cơ bản là người ta sử dụng các chiêu bài này ở rất nhiều quốc gia và đã can thiệp vào rồi, thì Việt Nam chúng ta cũng không là ngoại lệ, và đây không phải là lần đầu tiên, rất nhiều lần rồi. Thế thì mục đích cuối cùng người ta ở đây, người ta kêu gọi nhân quyền là nhân quyền cho ai? Khi người ta tổ chức thúc ép Nhật Bản thực hiện những cái việc như là không có đầu tư phát triển kinh tế, không viện trợ ODA, thế ảnh hưởng đầu tiên là ai? Đó là người dân. Quyền Chính xác. và lợi ích của người dân bị ảnh hưởng, người dân Việt Nam bị ảnh hưởng, chứ không phải là Đúng rồi. cái vấn đề gì bị ảnh hưởng cả. Ví dụ nhà nước chúng ta có ảnh Đó, hưởng vấn không? đề nằm đó. Có, đúng không ạ? Có, nhưng mà cái ảnh hưởng mà quan trọng nhất, trực tiếp nhất, đó là ai? Đó là người Là dân người Việt Nam dân. chúng ta, đúng không Chính ạ? Chúng xác. ta có thể hiểu thôi. Một là khi mà chúng ta không có cái việc đầu tư phát triển kinh tế của các cái tập đoàn hay là của các cái công ty hoặc các cái doanh nghiệp, thì đầu tiên là cái hiện hữu đầu tiên đó là gì? Đó là cái thất nghiệp của người dân, đúng không ạ? Khi mà không có nữa thì chúng ta sẽ bị thất, người dân sẽ bị thất nghiệp, và thất nghiệp thì không có thu nhập, đúng không ạ? Và trở thành nghèo đói. Thì cái quyền lợi đầu tiên người dân bị ảnh hưởng đã. Đó. Và cái thứ hai đó là gì? Khi mà các cái doanh nghiệp người ta không có đầu tư vào Việt Nam, người ta không làm, thì dĩ nhiên là đất nước chúng ta sẽ bị thất thu về 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 về, về thuế, đúng không ạ? Có nghĩa là về thu nhập của Đúng quốc rồi. gia. Thì từ đó chúng ta lại thấy ra một vấn đề gì? Đó là khi mà nhà nước chúng ta, bất kể một nhà nước nào cũng vậy thôi, nếu như mà không thu được cái nguồn thu của nhà nước, thì sẽ cái việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các cái lợi ích xã hội khác cho người dân nó sẽ bị ảnh hưởng. Và lúc đó thì cũng là Anh ảnh Trung hưởng đến ai? Cũng là ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, đúng bây không giờ ạ? Ví dụ chính trước xác đây chúng ta vẫn làm ăn bình thường, chúng ta có cái điều kiện phát triển, thì ví dụ chúng ta có được cái nguồn thu nhập khoảng 10 triệu đô chẳng hạn, thì trừ các cái vấn đề khác ra thì có thể là nhà nước chúng ta sẽ đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng cho người dân, ví dụ như đường xá, trường học, y cơ sở y tế vân vân cả, thì khoảng 5 triệu đô chẳng hạn. Thế thì bây giờ không có thu nhập nữa thì dĩ nhiên nhà nước cũng không thể đầu tư được. Và nếu nhà nước không đầu tư thì ảnh hưởng vẫn là ảnh hưởng người dân thôi. Người dân không có cái để mà hưởng thụ, đúng không ạ? Không có cái để mà sử dụng. Cái đúng rồi. điều này chúng ta có thể cảm nhận nó rất là rõ ràng, chứ nó không có gì mà khó nhận ra cả. Thế nhưng mà tại sao các cái tổ chức Human Rights Watch này, cái tổ chức theo dõi nhân quyền này này, ấy, nó thường xuyên nó cứ đưa ra những cái vấn đề không có thực ở Việt Nam như vậy? Thực ra thì bản thân em là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Em cũng gần 40 tuổi rồi, nhưng mà em cũng chưa bao giờ em được nhận phỏng vấn của cái tổ chức này xem là cho em cảm nhận về cuộc sống của người dân ở Việt Nam như thế nào. Anh cứ thử anh đi khảo sát đi, anh mới đưa ra được số liệu cụ thể. Anh không thể chung chung như Đúng vậy rồi. được, anh không thể nhìn vào những cái đối tượng vi phạm pháp luật để anh đánh giá nhân quyền Việt Nam được, đúng không ạ? Khi mà anh muốn đánh giá một quốc gia có tự do dân chủ nhân quyền hay không thì anh phải thực hiện một cách khảo sát nó một cách nó khách quan. Đó là các anh có thể thực hiện bằng cách là đi hỏi từng người. Dĩ nhiên cái việc này nó cũng rất là khó, thế nhưng không thể không phải là không làm được. Thế nhưng các anh chưa làm bất kỳ một cuộc khảo sát nào một cách nó khách quan, mà các anh chỉ nhìn vào những cái đối tượng vi phạm pháp luật. Thế thử hỏi ở Mỹ, ở các nước khác, kể cả ở Nhật Bản cũng thế thôi, có những người vi phạm pháp luật hay không? Có chứ. Có những người hoạt động đảng này đảng kia, đúng không ạ? Các anh không có đảm bảo cái vấn đề này thì sao? Ngay kể cả Ukraine chúng ta thấy nó, ông Zelensky ông đình chỉ một phát 11 đảng đối lập, cái đó có phải là vi phạm nhân quyền không? Đúng không? Thế tại sao các anh không đưa vấn đề đó ra, các anh bàn cãi Việt Nam chúng tôi chưa có cái vấn đề mà như ở Mỹ, đó là gì? Xả súng tại trường học, đúng không ạ? Chưa có cái vấn đề là phân biệt chủng tộc ấy. Rồi chúng chưa có cái vấn đề mà nộp thuế một cách nó cắt cổ như ở bên đấy cả. Thế thì các anh cứ nói chúng tôi vi phạm nhân quyền thì cũng không hiểu là vi phạm ở đâu, hay là cái mục đích cuối cùng của các anh là các anh tạo cho đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia nghèo đói lạc hậu ấy, rồi là gì, rồi là chia rẽ, rồi mất đoàn kết, rồi là xảy ra những cái vấn đề là đấu đá, rồi là người dân là tạo ra những cái bất ổn, biểu tình, bạo loạn để các anh có cái lý do để các anh can thiệp vào Việt Nam. Và cái chiêu bài cuối cùng các anh cũng là gì? Cũng là nhằm lật đổ nhà nước, thay đổi chế độ theo cái
cái ánh nhìn của các anh thôi. Ngay đơn giản như bây giờ đây này, chúng ta thấy rất rõ ràng luôn, đang hiện hữu luôn. Nga tấn công Ukraine, Nga vi phạm nhân quyền, đúng không ạ? Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Iraq thì là hợp pháp, không có thấy một cái tổ chức nào nói là Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm nhân quyền cả, hay là Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược Iraq cả. Đó, nó ngay hiện hữu bây giờ, đang diễn ra trong cái thời điểm hiện nay luôn. Đó là chúng ta thấy thôi, là cái vấn đề đó. Rồi cái vấn đề nữa chúng ta nhìn đó là gì? Đó là ngày hôm nay ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có làm việc với Tổng thống Nga Putin. Ông Putin ông dẫn ra rất rõ cái vấn đề Kosovo. Và khi chúng ta theo dõi cái vấn đề mà trao đổi đó được đăng lên trên các cái phương tiện truyền thông đó, thì nếu như mà ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mà ông nói Nga sai thì thành ra là Mỹ và NATO cũng sai. Khi anh trực tiếp tham chiến tại Nam Tư, đúng không ạ, chia 5 xẻ 7 đất nước người ta, cũng là xâm lược. Chúng ta có thể hiểu thế thôi. Nhưng mà tại sao các cái tổ chức này nó không lên tiếng? Thậm chí ở Mỹ là đầy rẫy đó. Em có thể khẳng định một điều rất rõ ràng cái vấn đề này. Cái người mà mắc lều nằm vỉa hè ở Mỹ là sẽ nhiều hơn ở Việt Nam. Em dám khẳng định một điều chắc chắn như vậy. Thế nhưng mà tại sao cái tổ chức này nó có bao giờ nó đi thống kê và nó lên tiếng không? Những hình ảnh đó chúng ta theo dõi hàng ngày. Có đó, nhưng mà có bao giờ lên tiếng đâu. Đó là chúng ta có thể thấy được thôi. Thực ra thì nói đi nói lại thì cũng bao nhiêu năm nay rồi. Và hôm nay cũng là ngày 27 tháng 4 rồi. Thì trong cái tháng 4 lịch sử này á, thì các cái thế lực chống đối trong và ngoài nước thì các là thường xuyên đưa ra những cái bài viết hay là những cái luận điệu mà nó xuyên tạc vào đất nước Việt Nam chúng ta, thì chúng ta cũng không bất ngờ về điều này đấy. Và chúng ta cũng đã quá quen với các cái thủ đoạn của các cái đối tượng này rồi. Thế thì với cá nhân em thì em vẫn nhận định là em hoàn toàn tin tưởng vào lãnh đạo Đảng nhà nước ở Việt Nam chúng ta là có những cái đường lối ngoại giao hết sức là khéo léo và đặt quyền và lợi ích của người dân Việt Nam chúng ta lên hàng đầu. Và cái điều đó thì chúng ta cũng có thể nhận định được, đó là chúng ta hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như các lãnh đạo của chính phủ, của nhà nước. Chúng ta cũng không có gì phải bàn cãi quá nhiều ở đây. Bởi vì khi cảm nhận của mỗi người dân trong nước chúng ta để mà ngồi mà nhìn lại, để mà ngẫm nghĩ lại qua các cái giai đoạn lịch sử từ thời kỳ chúng ta mà giải phóng đến nay, thì được như ngày hôm nay thì chúng ta cảm nhận được ở đó là cái điều gì. Và chúng ta cũng phải 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 nói thẳng ra là phải biết ơn một cái điều, đó là cái môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Việt Nam chúng ta quá an toàn. Có thể nói là như vậy, quá an toàn và rất là yên bình. Chúng ta nhìn sang các nước bên cạnh thôi, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nay thì bên này đánh bên kia, ngày mai thì bên kia đánh bên này, lúc nào cũng tạo ra cái môi trường bất ổn, đúng không ạ? Và ngay kể cả như hôm vừa rồi đây, ông Tổng thống Pháp Macron đã trúng cử nhiệm kỳ 2 thì chúng ta theo dõi, chúng ta biết, đúng không ạ? Người dân Paris cũng xuống đường, cũng đánh đấm các kiểu, đó, cái môi trường như vậy thì thử hỏi chúng ta có được cái ổn định để mà phát triển không? Nó rất khó. Đúng ạ, rất khó. Và cái ảnh hưởng cũng là gì? Đó là đầu tiên là ảnh hưởng đến kinh tế cá nhân và gia đình. Đó là chúng ta có thể cảm nhận cái điều đó. Đó là vấn đề góc độ nhìn nhận thứ nhất. Về góc độ nhìn nhận thứ hai đó, thì em cũng cho rằng những cái thành phần chống đối ở trong nước, thực ra mà nói thì cũng được hà hơi tiếp sức của các cái tổ chức ở bên ngoài thôi. Chứ về cá nhân của những cái đối tượng này thì thực ra thì chúng ta thấy thôi, hai bàn tay trắng cũng chả có cái vấn đề gì mà chúng ta phải lo ngại. Thế nhưng những cái đối tượng này thì chúng ta cũng cần phải hết sức cảnh giác. Lý do tại làm sao khi mà các cái đối tượng muốn can thiệp vào từ nước ngoài vào Việt Nam chúng ta đó, thì nó trải qua một quá trình nó cực kỳ là khó khăn, chứ không phải là đơn giản. Thế nhưng các cái đối tượng trong nước nó cứ ngấm ngầm như vậy, nó tạo ra những cái bất ổn ngay ở trong lòng xã hội Việt Nam chúng ta. Đó là cái nguy cơ, đó sóng ngầm đó. Đó là cái nguy cơ hiện hữu đối với Việt Nam chúng ta. Thế thì mong muốn của em đó là gì? Đó là mỗi người dân chúng ta khi tìm hiểu bất kỳ vấn đề gì thì chúng ta cần phải có cái nhìn nhận nó đầu tiên nó phải khách quan đã. Thứ hai nó phải đa chiều để chúng ta cảm nhận được đâu là cái chúng ta cần lên án, phê phán và đâu là cái chúng ta cần phải bảo vệ để chúng ta giữ được cái môi trường hòa bình và ổn định.
Và gần đây nhất thôi thì sắp tới đây chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì có lẽ là cái tổ chức Human Rights Watch này và những thành phần chống đối trong và ngoài nước sẽ được nhìn thấy cái vấn đề Việt Nam chúng ta có nhân quyền hay không khi người dân chúng ta tổ chức ăn mừng ngày 30 tháng 4 năm 2022, 47 năm ngày ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tất đặc biệt là những cái di tích lịch sử hay là những cái khu du lịch, thì từ đó người ta sẽ biết được thôi là cái môi trường ở Việt Nam như thế nào và con người Việt Nam chúng ta có nhân quyền hay không. Cái điều đó nó rất là hiện hữu. Ngày xưa chúng ta thì cuộc sống khó khăn thì có thể là mọi người nhìn nhận về cái góc độ mà cuộc sống khác, nhưng hiện nay trong xã hội hiện nay chúng ta có thể cảm nhận được là chúng ta đã tiến tới được cái bước đó là gì, đó là ăn ngon và mặc đẹp, đó là cuộc sống, nếu mà nói hưởng thụ thì hơi quá, nhưng cũng đã thụ hưởng được cuộc sống và cảm nhận được cái hạnh phúc, cái hòa bình của đất nước, chứ không phải như các cái đối tượng mà nó thường xuyên nó chống đối. Và em nhắc lại là thực ra cái tổ chức Human Rights Watch này hay là các cái thành phần chống đối khác, nó có biết là Việt Nam chúng ta đang hòa bình ổn định hay không, có biết người dân chúng ta đang yên bình và hạnh phúc hay không, thì xin thưa nó thừa biết. Thế nhưng vì Đúng phục rồi. vụ cho lợi ích của một số tổ chức này tổ chức kia thì chúng thường xuyên chúng đưa ra những cái chiêu bài, với cái thủ đoạn là từ xưa đến nay rồi để chúng can thiệp vào Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cái mà cũng mong mọi người hết sức là cảnh giác cũng như là tỉnh táo. Bất kể vấn đề gì chúng ta nên tìm hiểu trước khi chúng ta có những phản ứng để tránh trở thành quân cờ cho các cái kẻ xấu người ta lợi dụng, cũng như là gì chúng ta phản ứng nó một cách thái quá. Tỉnh táo ở cái điểm này thì em xin chia sẻ thêm là như vậy. Cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe. Ok Chung, cảm ơn Chung rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt mọi người ạ. Bye bye, xin hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.